18 năm ăn khu bẹt tép á đồ thì mấy người á nhiều món vậy đó, khách ăn nào ăn đó à. 4 giờ tới 8 giờ. Giá cả thì rất là bình dân, vừa rẻ vừa ngon, còn nào chú cũng ghé hết trơn á. Chú khó nhất là cháo trắng là một thịt muối, chú ăn cũng mấy năm nay rồi.